Santa Fe là đợt sập giá tiếp theo sau khi đợt CX-5 giảm giá. Và đây là chiếc xe mà vừa mới ra khỏi hãng, anh Giai đã qua mình làm. Và mình phân tích tại sao thời điểm này là thời điểm mà anh em nên mua xe ô tô nhá. Đầu tiên đó là cái đợt sập giá này. Ví dụ chiếc xe mà Santa Fe bản thiếu máy xăng nó rơi tầm 969 triệu, có nghĩa là lăn bánh nó khoảng rơi tầm 1 tỷ, mà phân khúc hạng D thì đây là một chiếc xe rất là đáng mua. Tuy nhiên Santa Fe thì mình vẫn khuyên anh em nên mua máy dầu, và chiếc xe máy dầu đối với bản thiếu thì nó sẽ đắt hơn khoảng 100 triệu, rơi tầm 1 tỷ 050 triệu, và lăn bánh thì nó khoảng loanh quanh khoảng 1 tỷ 1, rất là đáng mua luôn. Và chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là hết cái chương trình ưu đãi thuế của nhà nước. Và đến cái như mình làm khoảng tầm 5 đến 7 năm nay thì cứ đến sát cái thời gian mà ưu đãi thuế thì hãng nó sẽ cắt hết khuyến mãi. Đấy. Do vậy anh em sẽ phải mua một mức giá rất là đắt. Và mình sẽ giới thiệu anh em một món đồ mà nên làm khi mà mua cái chiếc xe này nhá. Đầu tiên, đấy là bộ thảm sàn theo xe tông xe tông. Thì với cái màu ghế màu cà phê thì chúng ta sẽ có một cái bộ thảm đấy cũng màu cà phê. Và đặc biệt nhá, đây là cái loại thảm rất là cao cấp, gần như là tuyệt đối không ngấm nước. Trung bình thì anh em sẽ được tặng những cái bộ thảm 5D, 6D. Nhưng mà với cái bộ thảm đấy rất là dễ ngấm nước, cũng như là nó sẽ không được bền bỉ. Còn với cái loại thảm này thì khẳng định với anh em là có đi 5, 7 năm thì cũng chả hỏng được, chắc chắn luôn. Và đặc biệt ấy là nó không ngấm mùi, dễ vệ sinh, lại làm cho không gian nội thất nó trở nên rất là đẹp. Về cái thảm sàn ấy thì anh em có thể chọn là 3 loại, loại simili, loại 3D. Thì đây là loại 3D này. Và có một loại là diamond. Đấy, cái loại đấy thì nó lại đắt hơn một tí nữa. Nhưng mà đây là một cái gói mà rất là đáng nên làm. Thật sự rất là đáng nên làm luôn anh em. Đấy, anh em nhìn thấy không? Tổng thể rất là đẹp. Đấy, và trên cái chiếc xe này, đây là chiếc xe Santa Fe bản thiếu, nên mình cũng khuyên anh em nên lắp một cái hệ camera 3 mắt nữa. Đó, để giúp cho chúng ta lái xe nó an toàn hơn. Và ở đây nữa thì mình có trang bị thêm một cái camera hành trình có cảnh báo tốc độ. Đấy, giúp cho chúng ta lái xe cũng như là tuyệt đối là yên tâm luôn. Và có thể nữa anh em lắp thêm một cái Android box này. Đấy, để biến màn hình zin trở thành màn hình Android. Đó. Còn về cơ bản thì với chiếc xe này mình luôn luôn khuyên anh em hãy giải cho mình một cái bộ thảm xe để giúp chiếc xe nó gần như không bao giờ ngấm bụi, ngấm nước. Đấy, có mùi hôi trên xe, dễ dàng vệ sinh. Và nếu như anh em thường xuyên chạy đường ban đêm thì với hệ đèn của Santa Fe vẫn là dòng bình thường thôi, nó không được sáng như những cái dòng thậm chí như là Fortuner luôn. Nên là nếu mà anh em cảm thấy nó hơi tối thì có thể qua bên mình độ đèn. Một cái gói này thì nó rơi tầm từ 10 triệu đến 15 triệu tùy từng gói. Đây, như cạnh đây thì mình có một chiếc Hyundai Creta. Đấy, đây là một chiếc xe cũng bán rất là chạy của nhà Hyundai, và mình đang trang bị camera 3 mắt. Bởi vì là bạn đã một lần đã bị chém lốp vào đây. Đó. Thế thành ra là bạn mới qua làm để bảo vệ cũng như là dễ lái xe hơn. Đấy, thì hiện tại tại xưởng thì cũng có rất nhiều dòng xe như là Sedona này. Đấy, hay là CRV này. Hay là Honda City. Nói chung là bên nhà thì thường xuyên làm những cái đồ làm đẹp cho xe hơi. Anh em có nhu cầu liên hệ cho Trung Auto nha. Cảm ơn anh em.